trình gì Awa gì Awa International cái gì chương trình gì mấy đứa Awa Awa Fashion Fashion Ben International thì lát tôi quýt gì đó thôi ơi bỏ từ đầu ngắn hàng dữ quá rồi Awa Tina International rồi cái gì đó anh like mà mấy đứa biên tập gì nó nhắn tin quản lý anh chết anh ơi đọc lại chết em anh ơi đọc lại Golden Moon là trời này. Golden Moon. Golden Moon phối hợp với. Rồi vậy là được rồi. Golden Moon. Moon. Golden 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 Golden Moon. Ok. Dạ, chào mọi người, mình là anh Dương Lâm Đồng Nai. Mình đến từ ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. Thì ngày hôm nay mình tham gia một chương trình rất là hay như là ý nghĩa. Đó là chương trình Cơ hội đổi đời. Mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho Lâm. Dạ, cái lý do nào mà anh nhận lời tham gia chương trình này ạ? Dạ, tại vì thời gian gần Tết rồi, cho nên công việc rất là bận rộn. Lâm phải vừa đi diễn mà vừa phải phụ kinh doanh gia đình nữa. Nếu mà tham gia chương trình thì Lâm sẽ chọn chương trình nào ở thành phố Hồ Chí Minh để dễ đi lại hơn. Thì hiện tại Lâm đang có mặt ở Vũng Tàu. Bởi vì sao mà Lâm giữa đường xá xa xôi đến đây? Bởi vì đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Mình mang cái sức trai trẻ của mình, mình mang cái sức tập tạ ngày đêm của mình để giúp đỡ bà con. Hy vọng là ngày hôm nay Lâm chơi thật là tốt để mang về số tiền thật là kha khá để cho bà con mình xây sở cuộc sống, có thể ăn Tết tốt hơn. Về khó khăn thì trong cuộc đời thì chắc chắn ai cũng có khó khăn hết, nhưng mà nhờ cái khó khăn đó thì nó sẽ nung nấu cái ý chí và nó sẽ nung nấu được cái bản lĩnh của mình sau này. Thì trước khi vào nghề thì Lâm cũng đã trải qua rất là nhiều công việc, nào Lâm cũng làm hết, nào là xiếc, nào là múa lửa, diễn cà phê, diễn quán nhậu, thậm chí là diễn đám ma Lâm diễn nữa. Cho dù khổ cực thế nào nhưng mà chỉ đam mê của mình Lâm đã cháy hết mình và đến ngày hôm nay đã có một lê vô Lâm mà khán giả đã công nhận và có một vị trí nhất định. Đó là cái thời gian mà trải qua khó khăn và Lâm lúc nào cũng trân quý những cái thời gian khó khăn đó, và hy vọng những ai mà đang trải qua khó khăn thì mọi người đừng có chạnh lòng cái điều đó, bởi vì đó là cái nền tảng rất là tốt để sau này phát triển thành công của mình nhiều hơn. Thì khi mà trong nghề thì thật sự đối với bây giờ trong nghề thì giúp đỡ thì anh em thì giúp đỡ khoảng 30% thôi, còn nếu như mà để được ngày hôm nay thì cái tự thân vận động phải 70% để trải qua khó khăn là cố gắng rèn luyện mới được ngày hôm nay. Thì giúp đỡ cũng rất là nhiều giúp đỡ, nhưng mà họ sẽ cho mình cái cần câu thôi chứ họ không cho mình con cá. Thì họ sẽ cho mình cái cần câu và cầm cái cần câu đó làm sao để câu được con cá là do bản thân mình và do ý chí của mình. Cái khó khăn nhất mà Lâm trải qua là Lâm học trường sân khấu điện ảnh là 3 năm. Khi mà Lâm tốt nghiệp ra thì không có một cơ hội nào để cho Lâm đi làm diễn viên hết, vì nó ngoại hình quá xấu, không được đẹp. Mỗi khi Lâm đi casting đồ này nọ là qua vòng 1, không được qua vòng 1 nữa là người ta đánh rớt hết. Và khi mà vô mà diễn hài là phải từ từ vừa vô mở miệng là người ta không có cho Lâm cơ hội. Thế thì cái thời gian mà cực nhất và khó khăn nhất là Lâm nghĩ là thời gian đi múa lửa. Tại vì mình là đàn ông trai mà chỉ cầm hai cái lửa mà múa nhiều khi mình tội bản thân mình. Ví dụ nhiều khi mình nhìn lại bản thân mình, trời sao mà mình tội quá vậy, nhìn cái mình tội nghiệp quá vậy. Nhưng mà sau này bắt đầu nhìn lại cái đó, nhờ cái múa lửa đó bây giờ mình làm diễn viên, những cái tài lẻ của mình, cái gì mình biết hết. Ví dụ vào dai mà dai múa lửa, dai xiếc rồi nọ, Lâm làm rất là ngọt. Cho nên Lâm rất là trân trọng những cái thời gian đó. Mà Lâm nghĩ cái thời gian mà học diễn viên mà đi múa lửa là cái thời gian khó khăn nhất. Mà múa lửa đâu phải múa lửa ở Hồ Chí Minh đâu, thì Lâm đi diễn ở tất cả mọi nơi, mà đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa. Ví dụ như Chư Râm, Chư Bứ, Chư Xê, mấy cái miệng mà ở trên cao á, để mà cái chỗ đó mà vắng vẻ đó, người ta rất là cần nghệ thuật, cho nên Lâm lên trở Lâm diễn thôi, không bao giờ có cơ hội mà về đồng bằng hoặc là về thành phố Hồ Chí Minh diễn. Thì đó là khoảng thời gian mà xa nhà, mà không làm được cái nghề mình yêu thích nữa, chỉ làm được lên sân khấu thôi chứ không được diễn đúng cái chuyên môn của mình, mà lúc nào cũng xa gia đình, xa quê hương, xa cha mẹ, xa em út luôn. Cho nên cái khoảng thời gian đó Lâm nghĩ là khó khăn nhất của mình. Tại vì Lâm đã trải qua khó khăn rất là nhiều nên Lâm biết được cái cực khổ. Nhiều khi mà mình thành công, cái số tiền đó mình cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng đối với người mà khổ và đối với người đang khó khăn thì những cầm một đồng tiền nhỏ họ cũng rất là trân quý. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Lâm sẽ chơi hết mình của mình để giúp bà con có một cái số tiền là trọn vẹn nhất, sẽ chơi khô máu luôn. Nói chung là có bao nhiêu sức mình, bao nhiêu sức mình sinh, bao nhiêu sức trai trẻ. Ngày Lâm tập lạ hai lần, ngày hôm nay là có cơ hội để mà bộc lộ cái sức khỏe của mình. Ngày hôm nay sẽ cố gắng hết mình để cho bà con mình được một số tiền trọn vẹn. Thì Lâm chưa biết thử thách như thế nào, nhưng mà Lâm nghĩ chắc là phải vận động thôi. Lâm hy vọng là cái gì đó nảy tạ hay là cái gì mà dùng sức đó, thì Lâm rất là khỏe.
hy vọng là cái gì mà dùng sức còn chạy bền hay gì đó thì hơi yếu đó với Lâm. Anh hy vọng là để tạ đi, để 100 cái hay nhiêu đó, 100 cái trong vòng 100 cái bao nhiêu phút đó, hoặc là hình đất bao nhiêu cái đó, hoặc là kéo co cũng được luôn. Mọi người ơi, mọi người nhớ đón xem chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Và chương trình Cơ Hội Đổi Đời được phát sóng 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HV7, là một chương trình rất là hay và ý nghĩa. Hy vọng mọi người ủng hộ thật là nhiều để ekip có thêm động lực nữa, cũng như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nữa, và những anh chị em nghệ sĩ tiếp tục ủng hộ cũng như là tham gia chương trình để giúp bà con mình đỡ khổ hơn, để giúp bà con mình cuộc sống tốt hơn. Hãy ủng hộ chương trình nha.